Bây giờ mình sẽ đổ này nhá. Hi, chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình hôm nay. Thì video tiếp theo của mình hôm nay, mình và Tiến sẽ có một thí nghiệm mới, là bọn mình sẽ làm thử phản ứng giữa Coca và Mentos trên đảo cát. Đây các bạn nhé. Đây các bạn thấy đây, cái chỗ này của mình tí bọn mình sẽ làm đây. À đấy, bọn mình sẽ chỗ nào đó bọn mình đào lên xong bọn mình làm phản ứng nha các bạn nhé. Đây các bạn, thì bây giờ mình và Tiến sẽ đào cái đống cát này lên nha các bạn nhé. Đấy, Tiến nó đang đào này. Đấy, bọn mình đang đào. Tiến khỏe chưa? Bạn thấy Tiến khỏe không? Đấy, các bạn thấy Tiến nó khỏe không? Nhưng mà anh thấy càng ngày như cái đầu ấy vào như nó lại thụt xứ xuống hay sao ấy. Tiến ạ. Tiến này. Hả? Anh thấy mày như càng ấy nó càng thụt xuống hay sao ấy nhỉ? Thế à? À đâu, hình như nó cũng xuống ấy, nó cũng xuống ấy. Đây. Còn mình đang đàm cái lỗ ở đây rồi nhé các bạn nhé. Đấy. Bây giờ bọn mình sẽ thay phiên nhau là đào cái hố này lên nhé các bạn nhé. Cho này vào thôi. Rồi bây giờ đổ Coca đi. Đổ Coca. Được chưa? Mày cầm cả súng này của ai đây? Bòm. Cái này. Bòm. Súng của con cháu anh ấy. Đó, đổ Coca vào đi, đổ tất cả những cái loại. Rồi Tiến nó bắt đầu làm như là bọn mình đã đào được cái hố đây rồi. Mình bắt đầu đổ Coca vào nhá. Rồi, giờ bọn mình sẽ đổ Coca vào. Bật nắp Coca. Đấy, ê xin hớp à. Cái bẩn này ăn dính đầy cát. Nhìn đỏ nhỉ. Nhìn đỏ chót luôn. Thơm thế. Thơm không? À gì nhỉ? Tinh. Đây là loại gì? Tinh chả thơm. Coca. Đây Coca này. Coca cũng thơm. Hai cái trộn vào nhau thơm nhỉ. Hai cái trộn ra ôi mùi không biết mùi gì luôn. Mùi xà phòng à? Không phải. Đây là gì? Fanta. Fanta thơm nhỉ? Fanta cũng thơm. May mà cát không chảy vào. Đưa chai em chai sở tinh. Đấy thì bây giờ tiếp tục là bọn mình cho chai sở tinh vào nha các bạn. Đây chai này uống được này. Dạ, đầu đưa anh xin hớp à? Ui giời. À? Anh em muốn thằng làm hớp đi. Thôi anh uống đi. Đấy. Sướng nha. Để nhất Dũng. À xin hớp nữa mà. Rồi. Mày để dành mày làm hớp à? Thôi. Uống luôn. Đó bây giờ bọn mình bắt đầu pha cái gì nhỉ? À đổ Mentos và baking soda nhá. Ơi Tiến này đổ đi. Bây giờ mình sẽ đổ xà phòng nhá các bạn nhá. Chứ mẹ không mang gậy để nguấy rồi. Cái gì? Không mang gậy để nguấy rồi. Được rồi. Bây giờ Tiến mày đổ bóc baking soda đi. Đổ baking soda và kẹo Mentos ra. Đấy. Ý làm một xong thí nghiệm dẫn anh em rồi đấy. Rồi, dẫn anh em ra xem view đẹp vậy. Thấy chưa? Nhất đấy. Tiến nó đang làm. Đấy cho hết dầm này. Đấy, nghe men tốt này các bạn nhé. Đây là thỏi men tốt. Bắc Kinh cứng thế. Đấy các bạn. Hai. Tiến đang ui. Bóc. Được chưa? Nhiều chưa? Ừ, sao không trượt? Trượt cái gì? Đó. Đấy các bạn đây này. Tiến bây giờ bọn mình bắt đầu đổ vào nhé. Có thiếu gì đâu ông ấy? Đủ rồi đấy. Đủ rồi gì? Ờ, bắt đầu đổ nhá. Đổ vào thôi gì? Thấy chưa? Thấy cái viên sức màu nhìn cho đẹp. Thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đổ này nhá.
viên bít đây chưa nào ấy. Bắn được của cháu anh, thằng cháu anh thằng nào bắn bắn được chả bắn được dí ra sao mà biết mình chậm ấy. Đây các bạn này, các bạn thấy này, bây giờ nó nở luôn, to đùng luôn này. Mày kêu ít này. Này. Nổi to chưa? Tiền. Làm đéo cần tiền.